Hey, hello các bạn. Bonsai một ngày vui xin chào tất cả các bạn nha. Mời các bạn xem lại những cái video mà cảnh hậu trường của bonsai một ngày vui tại cái vườn mình được ghi hình vào cái dịp tháng chạp 2020, tức là trước Tết 2020 các bạn. Do lúc đó là tiếp báo đài rất là nhiều cho nên là những cái video mà ghi cảnh hậu trường này lại là mình không có đăng lên cái kênh của mình được hết. Bây giờ trong cái thời điểm này đang cách ly tại nhà cho nên rảnh rỗi mình tìm lại những cái video này và xem lại. Mình thấy nó cũng rất là vui và thú vị vì cái công việc đam mê của mình. Mình vừa chơi vừa thỏa đam mê mà lại rất là may mắn là trùng cái dịp Tết được bắt đúng cái trend của báo đài để họ đưa tin những cái sản phẩm mà cung cấp để trưng bày những ngày Tết. Dịp đó thì rất là tất bật các bạn, vừa chuẩn bị lo hàng để mà bán dịp Tết rồi vừa đóng hàng cho giao sĩ cho ở các tỉnh. Và lại mỗi ngày phải tiếp mấy đoàn báo đài xuống để đưa ghi hình đưa tin như thế này các bạn. Nói chung nó những ngày đó nó rất là vất vả, rất là cực, nhưng mà mình rất là vui vì cái đam mê chơi bonsai dừa của mình đó. Và của những anh em mà yêu thích dừa bonsai thì bây giờ đã được qua các phương tiện rồi các kênh YouTube đó, và những người làm YouTuber, trong đó có những người những người đam mê luôn. Họ chia sẻ những cái sản phẩm mình lên các kênh YouTube của họ, và mục đích là để chia sẻ cho mọi người biết là có một cái mô hình loại hình bonsai dừa chơi trong những năm gần đây là bây giờ là rất là phát triển rồi. Và bằng chứng các bạn thấy đó, có lý do hết chứ không phải là không, tức là báo đài xuống họ liên hệ để họ đưa tin ghi hình cho những cái tin dịp trước Tết, và có những cái tin là chiếu vào cái kênh thời sự của các đài truyền hình lớn, ví dụ là truyền hình HTV Thành phố Hồ Chí Minh, đài truyền hình VTV 9, rồi truyền hình Công an Nhân dân, rồi đây là truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Đây là một phần thật sự để lại cái quá trình, mặc dù đây là chỉ là quá khứ mà những cái video này nó còn của nhiều kênh TV cũng giống như là cái báo đài, nhưng mình từ từ mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem ha, cái nào nó phù hợp và nó mình thấy nó quay mà nó không có bị ảnh hưởng đó, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Tại trong quá trình quay này, đây cái cảnh này là vợ mình đang quay mình lúc mình đang ngồi phỏng vấn nè, và còn bế con nhỏ cho nên là quay nó cũng không có được chuyên môn lắm. Thì các bạn xem cái này chủ yếu là cái nội dung mình chia sẻ lên về cái thú đam mê về dừa bonsai và kết quả của những ngày trước Tết rất là vui. Thì xem đến đây cũng mong là các bạn ủng hộ cái kênh của Bonsai Một Ngày Vui bằng một cái nút like nho nhỏ hoặc là cái đăng ký kênh. Nếu bạn nào chưa đăng ký thì để giúp cho mình. Thì bây giờ cái kênh mình cũng đã được hơn 1.000 subscribe rồi. Giờ chỉ còn cần thêm chút đỉnh giờ, khoảng chừng vài trăm giờ xem nữa là có thể là mình bên YouTube họ sẽ gửi cho mình cái email để mà mình tham gia làm đối tác để bật kiếm tiền. Thì đến đây mình xin kết thúc video đây ha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở cái lần sau.